với anh chị con yêu thương của mình. Dạ. Trở đây, con đường của chúng ta đang bước chân chung bằng một tình yêu, nhưng mà tình yêu của đôi bạn thuộc về nhau mãi mãi. Chào, đó là trên sâu sắc mà quý vị đã cúi đầu đến chung vui và chúc mừng. Kính thưa quý vị, đôi lúc chúng ta đang hạnh phúc bên nhau, hai gương mặt rạng rỡ, hai nụ cười hạnh phúc, hai con tim hòa cùng nhịp đập, tay trong tay dìu nhau đến bến bờ tình yêu. Kính thưa quý vị, tình yêu của Tân Lan Hà Vũ và Tân Nhân Quyền Anh trả lời chào mừng sự kiện của quý thân tộc của nhà trai, quý bà con, quý vị thân quý cùng đây chung vui và chúc mừng, trân trọng kính mời. Thưa quý vị, gia đình chúng tôi xin trân trọng đón chào quý bà con trong hai gia tộc, quý bà con làng xóm láng giềng, các thầy cô, các bạn bè thân hữu xa gần của gia đình và của cháu Quỳnh Anh. Hôm nay đã đến chia vui với gia đình và chúc phúc cho cháu Quỳnh Anh trong tiệc vui vui hôm nay. Chúng tôi trong tiệc vui vui hôm nay cũng xin tri ân tất cả bà con trong gia tộc, quý thầy cô đã cùng với gia đình dạy dỗ nuôi dưỡng cho cháu từ lúc tấm bé đến lúc trưởng thành, từ lúc mới bước vào nhà trẻ đến lúc vào đời. Chúng tôi cũng mong muốn quý vị tiếp tục dạy bảo hai cháu và cầu nguyện cho cháu nhiều. Thánh thần Amen. Xin Chúa ban phép lành cho quý của ăn và Chúa đã ban cho chúng con trong buổi tiệc hôm nay. Xin cho những chén rượu cũng nồng ấm như chén rượu. Thank you.
chào quý nhân tập của trên gái và kính chào quý phụ huynh cùng bạn bè phụ huynh. Rất là vui, cho nên rất là được rất là nhiều được khai thiệp cái bộ món âm nhạc của ngày hôm nay, bài hát của ca sĩ Trọng Tiến, bài hát giúp mơ cho thi. Xin mời quý vị cùng theo. Rồi, sáng ngày để chụp tấm nghe. Rồi, một cái. Có mới chụp tay chúng mà đó.